Ok, hello anh em nha. Thì ở bản cập nhật này nè anh em, thì nó sẽ có một số cần câu mới và một số cá mới cho anh em câu. Ok, cần câu mới đầu tiên thì chúng ta mua một cái cần câu mới thì nó ở ngay chỗ cái ông bán cá này nè. Nhất, thứ hai, anh em vào cái shop cho mình. Shop thì hiện tại nó bán là 219 ngàn để mua một gói. Gói này là cũng có một cái cần câu nữa. Thì tiếp theo chúng ta còn có một cái gói nữa, gói này là 449 ngàn, chỉ có một cái cần câu lung linh và một mô tô nước độc quyền nha anh em. Thì ok, thì mình đã mua một cái cần chỗ cái ông bán cá rồi anh em ạ. Mình cày free cho nên là mình không có nộp mua hai gói đó anh em ạ. Đó, thì bây giờ mình chỉ dắt anh em đi câu cá mini. Thì cá mini của chúng ta nó sẽ ở bán máy. Đó, thì ở clip này mình sẽ nói cho anh em luôn. Thì hiện tại thì mình đã câu được một con cá mini rồi. Đó. Thì có gì thì mình sẽ để ở cuối clip. Thì hiện tại thì bây giờ mình chỉ dùng cần câu lung linh này, cùi này nè, hàng Taki đây nè anh em ạ. À. Thì mình chỉ đi câu anh em ạ. À. Thì hiện tại thì mình nói với anh em luôn, hiện tại thì bán cá mini nó mới vừa được ra mắt á. Hiện tại ra mắt hiện tại là đang có là 7 con cá mini. Thì nó thuộc về dòng bán một đó, thì tất cả những loại cá mini trên con game mà nó mới vừa ra hiện tại á là nó thuộc về dòng bán một, theo như mình biết là như vậy. Mà mình đã câu được á thì mình là cũng biết đó là nó là thuộc bán một, hồi trước này là nó là bán năm nhưng mà bây giờ á nó thuộc về bán một và là cá mini đó. Thì ở đây là nó chúng ta có những loại cá mini gì? Thứ nhất á, chúng ta có một con cá heo hồng mini đó. Thứ hai là chúng ta có cá voi sát thủ mini. Thứ ba chúng ta có nhà táng mini. Thứ tư thì chúng ta chỉ có mập mũi cưa mini. Và thứ năm á, chúng ta chỉ có con voi rau táng mini. Thứ sáu là chúng ta chỉ có một con voi sát nhắm búa, với nhắm búa mini là như là có 6 loại rồi, một loại nữa là cái loại gì nói chung là mình không nhớ rõ lắm, nhưng mà 7 con cá mini anh em ạ. À. Trong khi đó là 7 con cá mini nó chỉ có một cái dấu sao. Con cá mini thường á nó chỉ có một dấu sao ở sau cái đuôi. Đó, là sao tím, sao vàng đó nha anh em, sao tím á. Và một điều nữa là cá mini này vẫn có cá mini vương miện nha anh em. Thì cá mini này nó thuộc về dòng bán một. Đó, là cứ anh em câu anh em lập bán cho tôi. Đó, thì lập lấy bán một. Bán một là mình chỉ câu. Nếu như mà mình lập mà vô tình nó vô con 4 con 5 á thì anh em cũng câu cho tôi nha, đừng có lập luôn nha, lập luôn là chết á. Ok, thì hiện tại thì mình cũng đang đi săn một con cá mini để quay cho anh em xem và giải thích cho anh em biết, là nói cho anh em biết là con cá mini đó nó thuộc về dòng bán máy. Thì hiện tại thì chắc mình đang lên đây thì chắc cũng có cái gọi là chắc người đầu tiên câu được con cá bán mini anh em ạ. À. Đó, thì hiện tại đó cũng về chiều tối rồi anh em ạ. À. Cũng gần 6 giờ rồi, mình cố gắng mình làm xong clip mình đăng lên là khoảng tầm 6 giờ là đẹp anh em ạ. À. Đây, hiện tại mình đang có một cái bán một anh em ạ. À. Đây, kéo này. Đó, chúng ta lên được một con mực nang anh em ạ. À. Thì mực nang này thì nói chung thì cũng ok, nhưng mà mực nang này thì hiện tại mình câu thì mình ít có khi câu bán một, cho nên là mình chỉ câu chưa có vương miện anh em ạ. À. Còn đầu đa số là như là mình số cá của mình là cũng vương miện rất là nhiều rồi anh em. Đó. Thì anh em cũng biết rồi, anh em theo dõi mình từ xưa tới giờ rồi đó. Thì lúc trưa và lúc xế chiều thì mình có đăng hai cái clip đó, thì để review sơ về cái bản cập nhật mới này cho anh em xem và anh em hiểu rõ hơn là cái nào nên mua dùng và cái nào không nên mua. Đối với hệ mà câu free á, thì đừng nên mua anh em ạ. À. Chỉ còn mà nếu như mà anh em nào mà dư tiền á thì cứ nộp vô và mua thôi. Thì theo mình hồi mai giờ mình đi quay vòng vòng thì mình cũng thấy nhiều anh em mua cano, mua gói cano và cần câu đó anh em. Thì nó nói chung là nạp vào thì nó tầm 500k, và với lại là cái gói kia thì nạp nó hết 300k anh em. Thì tổng cộng hết là 800k rồi anh em, gần cái cũ rồi đó. Thì thành ra là dịch tệ như thế này thì bỏ ra triệu vạt để đi mua mấy gói đó thì coi như là toan. Nhưng mà chắc cũng có lẽ là sắp tới mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em để mua những gói đó để chơi. Chơi với cái gọi là gói, những gói nó giảm được 50-60% để cho anh em mua về anh em chơi. Đó, thì có gì thì anh em nhớ like
hoặc là subscribe để ủng hộ kênh để giúp mình đạt được 5k sub anh em ạ. Hiện tại 3k mốt sub anh em ạ. Ok, không liên thiên nữa, chúng ta vẫn nọc bóng nãy giờ anh em ạ. Chưa vô được cái bóng một nào anh em, toàn bóng hai. Nãy giờ mình bỏ bóng hai hơi bị nhiều rồi anh em ạ. Là bóng hai nữa nè. Thì với lại thì ở đây thì nó cũng có những cái phao đó, phao phao để cho anh em lướt trên biển đó, như mấy anh em kia, bạn kia cũng lướt lướt đó, thì mình cũng có mua, cũng có review cho anh em ở clip trước rồi đó. Bóng một anh em ạ. Rồi mình quên mất, mình bỏ luôn anh em. Thì cái phao này thì mình mua với tiền sao nhá. Còn cái thuyền tàu chuối á, thuyền chuối á, thì nó bán gần 500 kim cương anh em ạ, 456 kim cương đó. Mà mình không có đủ kim cương thì thôi, thành ra mình bỏ luôn, mình không có mua anh em ạ. Thì ok, dắt bên kia có cái bán 4 mà bạn kế bên rất là nhanh trí anh em ạ. Vâng, chiếc xi ra để cho bạn mình tia li liền đó. Bán 1 anh em ạ. Nhục lộn. Nhầm, mình nhầm anh em. Đậu xanh. Hay bị liệu anh em ạ. Liệu cái này giật luôn anh em ạ. Đa số mình hay đi câu thì mình câu về mình câu bóng năm á, nó quen rồi anh em, thành ra là mấy cái bóng một này là nhầm là giật bỏ luôn anh em ạ. Với lại là mình ít quan sát bóng một á, cho nên đôi lúc nhầm bóng một với bóng hai bỏ luôn. Ok, đứng nãy giờ thì cũng khá lâu rồi anh em ạ, chưa thấy được cái bóng một nào nó lăn quăng vô nữa anh em ạ. Thường thường lúc mà mình không đi xem bóng một á, lại bóng một vô rất là nhiều luôn anh em ạ. Thì ở đây thì mình cũng đã câu có cá rồi nha anh em. Chút nữa mình chỉ mở túi đồ cho anh em xem. Ok, mình đang câu bóng một mà nó lên cái bóng 4 như này thì nửa lần nào bỏ được anh em. Ai lụm luôn chứ giờ sao hả? Cho gì ăn nói chứ giờ sao anh em. Cho bóng 4 thì giờ ăn bóng 4. Câu bóng 1 cũng được, quay lại câu bóng 4. Nếu như có vô bóng 5 thì câu luôn, ngại gì anh em. Lụm luôn ngại gì. Nhấp lắm ha. Ui. Rồi nè, con gì đây. Rồi, chúng ta được một con cá gió. Bạn kia rất là nhanh tí anh em ạ. Thấy mình có cá là quăng chiếc xi ra luôn anh em ạ. Nhưng mà mình không có tê li nha anh em. Sẵn tiện mình rất mình ha ha luôn cho vui. Có một người ha ha theo anh em ạ. Tương tác không được tốt anh em ạ. Với lại anh em xem video thì nhớ tương tác giúp mình nhé, để cho video mình nó được đề xuất anh em ạ. Là like, tương tác là mình comment á, comment rồi cái mình sẽ trả lời cho anh em. Đây, hiện tại bán 1 này nha anh em. Để coi được cái bán 1 này là bán 1 gì. Mà nếu như nó không lên lại á, thì mình sẽ quay lại một đoạn clip ở túi đồ để cho anh em xem cái bán 1 của mình cậu nhé. Ok, chúng ta được con sao biển. Đây rồi anh em, hiện tại là mình đã câu lên được một con cá voi mini anh em ạ. Đó. Thì ok, thì clip của mình đến đây nó cũng kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.